Xin chào tất cả mọi người. Đề tựa của bài đọc số 17 đó là L'importance de la famille. L'importance là một danh từ, đó là sự quan trọng, tầm quan trọng của gia đình. Và chúng ta để ý ký tự M ở đây phát âm là N, sau bởi nó đứng trước ký tự P. En marchant sur le trottoir, un passant me bouscule quand il passe près de moi. Moi đây là một đại từ nhân xưng và đây là một đại từ pronom tonique bởi vì nó đi sau một giới từ près de. En marchant sur le trottoir, trottoir là cái vỉa hè. Khi đang bước đi trên một vỉa hè, thì một khách qua đường, en passant là một người đi qua đường, đã đụng phải tôi. Động từ bousculer là xô lấn, xô đẩy, đã đụng phải tôi khi ông ta đi gần tôi. Bởi đi quá gần rồi đó, ông ta đụng vào tôi. Vậy mơ này là COD. Do vậy động từ bousculer là một ngoại động từ trực tiếp, nó đòi hỏi một đối tượng trực tiếp. Vậy mơ này là COD, tức là đối tượng trực tiếp. Khi một người khách bộ đường đi trên vỉa hè, ông ta đi gần tôi, do đó ông ta đụng phải tôi. Lui dis-je, tôi đã nói với ông ta, đầu từ dire à quelqu'un như vậy, lui này là đối tượng gián tiếp, và chúng ta chọn lui và để trước động từ. Tôi nói với ông ta là, oh, excusez-moi, xin lỗi tôi, về excusez-moi, ít moi này là siêu đê. Để trong một cái câu mệnh lệnh, xin tha lỗi cho tôi, il me répond. Ông ta lại trả lời tôi, môi này là COI, bởi vì động từ répondre đi với giấy từ à, répondre à quelqu'un, trả lời cho ai, cho việc môi này là COI. Ông ta trả lời tôi, je vous demande pardon aussi, tôi cũng xin lỗi ông hay là bà, tôi cũng xin lỗi bạn, vous này là COI, demande pardon à quelqu'un, vous này là COI, và để trước động từ, je ne vous avais pas vu. Như vậy chúng ta biết người này, người đang nói bài này là một người phụ nữ, bởi vì chúng ta thấy participe passé đây là có e muet. Chúng ta biết có một quy tắc là khi một COD đi trước một participe passé thì chúng có cái accord, tức là chúng phù hợp với nhau về giống và số. Vu này là COD, do bởi động từ voir là một ngoại động từ trực tiếp, nó đòi hỏi một đối tượng trực tiếp, thấy ai hay thấy cái gì. Tôi trước đây tôi đã không thấy bà, do đó tôi đã dẫm vào chân bà, tôi đã đụng phải bà. Vậy vu này là COD. Khi COD đứng trước participe passé thì có cái accord và chúng ta thấy đây là ơ. Như vậy chúng ta biết cái câu này là người đàn ông kia nói với tôi là người phụ nữ, tôi xin lỗi bà. Bởi vì trước đây tôi không thấy bà, do đó tôi đã lỡ, tôi đã vô ý, tôi đụng phải bà. Nous étions vraiment polis. Đây chúng ta dùng thì imparfait. Lúc đó tôi ở trên... trên đường phố là chúng ta rất là lịch sự. L'étranger et moi, cả cái người khách kia, vẫn tôi, chúng tôi rất là lịch sự với nhau. Nous avions échangé de belles paroles. Échangé là trao đổi. Chúng tôi đã trao đổi cho nhau những cái từ ngữ rất là đẹp. Et nous avons repris notre chemin en se laissant à nous revoir. Và chúng tôi lại lên đường. Sau khi xảy ra sự cố như vậy thì mỗi người lại đi theo con đường của mình và đồng thời để lại cho nhau một lời câu chào. Une fois à la maison, nhưng một khi về nhà, une histoire différente se passe, một câu chuyện khác đã diễn ra. Comment traitons-nous les amours de notre vie? Amour là tình yêu, ở đây không phải là tình yêu mà những người mà chúng ta rất là thương mến. Chúng ta cư xử với những người rất là thương mến của mình trong cuộc đời như thế nào? Comment traitons-nous les amours de notre vie? Y avez-vous pensé? Các bạn có nghĩ tới chuyện đó không? Y đây là đại từ nhân xưng, bởi vì đứng trước đó là một động từ penser à. Các bạn có nghĩ tới chuyện đó không? Un soir, quand je préparais le dîner, mon fils est arrivé derrière moi et resté figé là sans un mot. Một buổi chiều tối kia, khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối, tức là tôi đang nấu cơm tối, thì đứa con trai của tôi đã đến sau tôi, derrière moi, vì moi này là pronotonic, bởi vì nó đứng sau một giới từ. Đã đến sau tôi và đứng yên ở đó, figé là đứng yên bất động, sans un mot, không nói một câu nào cả. En me retournant brusquement, brusquement là trạng từ là một cách bất thình lình. Khi tôi quay lại một cách bất thình lình, je l'ai fait tomber, tôi đã làm cho nó ngã. Như vậy, elle a poussé này là lơ, lơ là đứa con trai. Như vậy, đây là COD, bởi vì tôi đã làm nó ngã. Pousse-toi de là, lui dis-je avec colère, toujours dans mes jambes. Sau khi làm nó ngã thì tôi giận dữ, tôi đã nói với nó, lui dis-je.
Lưu ý là chúng ta đã nói ở bên trên động từ dia có giới từ à, dia à kênh ca. Tôi đã nói về nó, pustoa de la, pustoa, đây là COD, bởi vì động từ se pousser, chúng ta đẩy một cái gì là pousser, vì chúng ta tự đẩy mình. Như vậy cái bản thân chúng ta đây là động từ phản thân, cũng là COD. Tự đẩy mình nghĩa là gì? Tức là tránh ra chỗ khác, à, luôn luôn lúc nào cũng lẩn quẩn ở quanh chân của mẹ. In se retourne et s'en est allé le cœur brisé. Nó đã quay đầu đi và nó đã đi mất, và con tim nó tan nát, tức là rất là buồn. Je n'avais pas réalisé la peine que je venais de lui faire. Faire quelque chose à quelqu'un. Tôi đã không ý thức được cái nỗi đau khổ mà tôi vừa mới làm cho cháu, cho con tôi. Về lưới này là sâu y. Tôi đã làm cái nỗi khổ, làm cái pen à, cái pen là cái sự đau lòng đó, cho nó. Vers la fin de la soirée, je suis allé me coucher. Và tới khuya tối hôm đó, tôi đi lên giường để ngủ. Et une voix intérieure m'a dit, và có một tiếng nói từ thâm tâm nói với tôi rằng, ở đây chúng ta vẫn thấy động từ dire, thì đây là sâu y, nói với tôi như thế này: pourquoi est-ce si facile d'être plein de gentillesse envers les étrangers? Tại sao đối với những người xa lạ thì dễ dàng có đầy những sự tử tế? Et de ne pas être capable de le faire pour les gens près de toi. Nhưng mà lại không có thể làm điều đó. Điều đó lớn này là neutre, như là sô đê, nhưng mà là neutre, không có thay cho một người nào hay một cái gì hết. Nhưng tại sao lại không có thể làm điều đó cho những người ở gần bạn? Toa đây là pronoun tonic, bởi vì trước nó là một giới từ. Khi tem mà những người gần bạn, những người đó đang yêu bạn. Tem mà đây là sô đê, động từ em là ngoài động từ trực tiếp. Tại sao không có thể làm cái điều đó? Điều đó là tức điều tử tế cho những người đang ở gần bạn, những người đó đang yêu bạn và bạn cũng yêu họ. Lève-toi, bạn hãy thức dậy. Et va voir sur le plancher de la cuisine, rồi đi ra chỗ bếp mà coi dưới nền bếp. Tu y trouveras un joli bouquet de fleurs près de la porte. Bạn sẽ thấy ở đó tức là trong bếp, một cái bó hoa rất là đẹp ở gần cửa. Ce sont les fleurs que ton fils t'avait apporté. Đó là những bông hoa mà con trai của bạn đã mang đến cho bạn. Apporté quelque chose à quelqu'un. Vậy đã mang đến cho bạn. Vậy đây là sâu y. Tôi để sâu y. Và chúng ta lại thấy đây là cái trường hợp chúng ta nói bên trên. Khi một COD đứng trước một participe thì hai chữ này phù hợp với nhau vì giống vào số. Chữ cờ này là COD. Đó là những bông hoa mà. Và chữ cờ này nó thay cho danh từ đi trước là một danh từ fleur. Fleur là một danh từ giống cái số nhiều. Như vậy trong chữ cờ này nó có hàm có giống cái số nhiều. Và khi nó phù hợp với participe passé, ở đây chúng ta bắt buộc phải để giống cái số nhiều. Ce sont les fleurs que ton fils t'avait apporté tout à l'heure. Đó là những bông hoa mà lúc nãy con trai của bạn đã mang tới cho bạn. Il a cueilli lui-même ces fleurs pour toi. Cuộc toa, toa đây là pronoun tonic, bởi đứng trước nó là một giới từ. Nó đã tự tay hái những bông hoa này cho bạn. Il y en a de couleur jaune, rose et bleu. Có những bông hoa màu vàng, màu hồng và màu xanh. Ce que tu n'as point compris. Ký tự em ở đây chúng ta phát âm là em là do bởi đứng trước ký tự P. Có một điều bạn không hiểu. C'est qu'il était arrivé derrière toi sans bruit. Pour ne pas dévoiler la surprise qu'il voulait te faire. Có một điều bạn không biết, đó là lúc nãy, để chúng ta dùng plisque parfait này, trước đó nó đã đến sau bạn. Toa đây cũng là pronoun tonic này. Sans bruit, không có một tiếng động, nó lặng lẽ tới đứng sau bạn. Pour ne pas dévoiler la surprise. La surprise là một cái sự ngạc nhiên, để mà không có cho thấy cái sự ngạc nhiên qu'il voulait te faire, mà muốn làm cho bạn. Như vậy, từ này là sự ý. Muốn làm cái gì? Làm cái cờ này, này. Làm cái ngạc nhiên này, này cho bạn. Bạn nhận cái sự đó. Bạn nhận cái việc làm đó. Vì bạn là sư uy. Tu n'as pas vu les larmes couler de ses yeux. Bạn đã không thấy những giọt nước mắt chảy ra từ mắt. Đồ này là from. Chảy ra từ đôi mắt của nó. Quand tu lui as dit de partir. Khi bạn nói đi đi. Lui này là cũng là sư uy. Chúng ta gặp nhiều lần rồi. Dia à kênh căng. Vậy đây là sư uy.
Je me suis levé pour aller voir près de la porte et j'ai vu le joli bouquet de fleurs par terre. Tôi đã thức dậy, tôi đã ngồi dậy, rồi tôi đã đi tới gần cái cửa bếp và tôi đã thấy một bó hoa rất là đẹp nằm dưới đất, par terre nằm dưới đất. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir très mal. Và kể chính vào lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy một cái tâm tình rất là buồn. Alors, mes yeux se sont remplis de larmes. Và thế là đôi mắt của tôi tràn đầy những giọt mắt. Sans faire de bruit, je suis allé près du lit de mon fils et lui a dit. Và không gây ra một tiếng động nào, tức là một cái cách rất là lặng lẽ. Tôi tới gần giường của đứa con trai tôi rồi nói với nó, thì là sư y, tu dois mon trésor. Trésor nghĩa đen là một cái kho tàng. Đây dùng theo nghĩa bóng, tôi là chúng ta yêu quý những ai chúng ta gọi thường thường là các em nhỏ. Con đang ngủ hả? Con cưng của mẹ ơi. Est-ce les fleurs que tu as cueillies pour moi ce soir? Đây có phải là những bông hoa mà con đã hái cho mẹ chiều hôm nay không? Ở đây chúng ta cũng thấy có một vấn đề phù hợp giữa participe với lại sư đề đi trước như chúng ta đã nói ở bên trên. Trước này là sư đề. Sư đề thay cho danh từ đi trước. Danh từ đi trước là một danh từ feminine số nhiều. Thì chúng ta thấy cái này nó phải phù hợp. Và đây chúng ta phải thêm O và S, feminine pluriel. Il a souri et m'a répondu. Nó đã mỉm cười và nó đã trả lời tôi. Như vậy đây là sư y. Répondre à, trả lời tôi. J'ai trouvé ces fleurs près d'un arbre. Con đã thấy những cái bông hoa ở gần một cái cây cối ở trong vườn. Et je les ai cueillies. Đây chúng ta cũng thấy giống như bên trên này. Nó có một sư đây đi trước thì nó phải phù hợp. Và con đã hái chúng. Car j'ai trouvé qu'elles sont belles. Động từ trouvé này là nhận thấy. Động từ trouvé này là tìm thấy. Con đã tìm thấy những bông hoa này ở sau một cái cây cối ở trong vườn. Và con nhận thấy là chúng rất là đẹp. Chúng đẹp như là mẹ vậy. Mẹ ơi, con mà toa vậy. Toa này là pronotonic. Bởi vì đi trước nó là một giới từ. Je savais que tu les aimerais. Con lúc đó con biết là lúc con hái cái hoa. Con thấy rồi con hái cái hoa đó. Lúc đó con biết rằng mẹ sẽ thích chúng. Như vậy aimerais là conditionnel là sẽ này là ở trong quá khứ. Và chúng ta dịch là sẽ như là futur của quá khứ. Và chúng ta dùng conditionnel. Tôi xin nhắc lại một chút là conditionnel present được dùng ở đây với ý nghĩa là tương lai trong quá khứ. Còn thằng bé nó đang nói này, lúc nãy, lúc hồi chiều khi con hái cái đúng cái bó hoa này thì lúc đó con biết rằng mẹ sẽ thích là thích chiều tối hôm qua chứ không phải là tới ngày mai. Con biết rằng mẹ sẽ thích spécialement les bleus, spécialement chúng ta không phải làm cái từ ơ này, đặc biệt là những bông hoa màu xanh. Car je sais que tu aimes le bleu, bởi vì con biết là mẹ yêu thích màu xanh. Je lui ai dit, lui là sư huy, mon fils, je suis vraiment désolé de la façon dont j'ai agi ce soir. Con trai ơi, mẹ thực sự rất lấy làm tiếc về cái cách mà mẹ đã phản ứng chiều hôm nay. Tôi phản ứng là khi thấy nó đứng phía sau lưng, phản ứng là nổi giận lên đuổi nó đi đó. Je n'aurais jamais dû crier après toi comme je l'ai fait. Après toi đây chúng ta thấy rõ ràng là pronotonic, như sau một cái giới từ. L apostrophe này là le, thực sự ra nó là một đại từ giống đực, nhưng mà không thay cho một cái danh từ nào hết, mà nó là một cái đại từ neutre. Đáng lẽ mẹ không nên la con như vậy, như là mẹ đã làm. Và chúng ta lược đi, comme je l'ai fait. Ở đây chúng ta thấy, je n'aurais jamais dû, mẹ không nên bao giờ la con như vậy. Ở đây chúng ta thấy là conditionnel passé của động từ devoir. Và chỗ này chúng ta thấy động từ devoir là không phải là phải nữa mà là nên. Và đáng lẽ mẹ không nên làm. Đây là nói lên một cái sự nuối tiếc. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ mình nuối tiếc. Đáng lẽ lúc đó mẹ không nên la con như mẹ đã làm. Il m'a répondu. Nhưng nó trả lời tôi mơ này vẫn là sư y. Chúng ta đã học ở bên trên. Répondre à quelqu'un. Oh maman, c'est ok. Thưa mẹ, ổn mà, je t'aime quand même, tu sais, mẹ biết không, dẫu sao con vẫn yêu mẹ, mẹ la con thì con vẫn yêu mẹ, vì con mê mày. T-E này, tơ này là COD. Mon fils, je t'aime aussi, con trai ơi, mẹ cũng yêu con lắm. J'adore les tes fleurs,
Especialement les fleurs. Mẹ rất mê các cái bông hoa của con, và đặc biệt là những cái bông hoa màu xanh. Un grand moment de tendresse nous a unis. Alors, moment de tendresse, la tendresse là sự ân cần, trìu mến, dịu dàng. Một lúc giây dịu dàng, trìu mến đã nối kết hai mẹ con chúng tôi. Động từ unir là ngoại động từ trực tiếp. Như vậy, chúng ta có sau đây đi trước, thì phía sau này chúng ta phải để S, vẫn là cái trường hợp phù hợp về COD với lại participacé. J'ai appris ce jour-là à faire attention à mes proches autant sinon plus qu'aux étrangers. Ở đây chúng ta thấy động từ apprendre đi với một cái động từ và có giấy từ, như vậy chúng ta học. Ngày hôm đó tôi đã học là, tôi đã học apprendre à faire quelque chose, tôi đã học phải chú ý quan tâm tới faire attention à. Như vậy, giấy từ à này đi với faire attention. Giấy từ à này đi với động từ apprendre à faire quelque chose. Đi với động từ apprendre. Còn giấy từ à này đi với động từ faire attention à. Và chúng ta coi lại một số từ vựng đã gặp ở trong bài. Số 1, le trottoir là vỉa hè. Động từ bousculer là ngoại động từ trực tiếp, là xô đẩy, xô lấn. Động từ échanger là trao đổi, cũng là ngoại động từ trực tiếp. Figer là đứng yên. Và có nghĩa thứ hai là đông đặc lại. Động từ se retourner là quay lại, động từ se pousser là tránh ra. La colère là cơn tức giận, và động từ réaliser là ý thức. Nó có một cái nghĩa đầu tiên là thực hiện đó. Thực hiện một cái chuyện gì. Nhưng mà đây chúng ta dùng cái nghĩa thứ hai là ý thức, nó có một cái nghĩa khác là thực hiện. Và la peine là một cái nỗi khổ tâm. Un bouquet de fleurs là bó hoa. Động từ unir là nối kết lại. La tendresse là sự trìu mến. L'importance de la famille. En marchant sur le trottoir, un passant me bouscule quand il passe près de moi. Đây chúng ta đọc nối. Và khi đọc nối thì đây là biến thành T. Quand il passe près de moi. Oh, excusez-moi, lui dis-je. Và chữ giờ này chúng ta đọc rất là nhẹ. Lui dis-je. Il me répond, je vous demande pardon aussi, je ne vous avais pas vu. Nous étions vraiment polis, l'étranger et moi. Nous avions échangé de belles paroles et nous avons repris notre chemin en se laissant à nous revoir. Une fois à la maison, une histoire différente se passe. Comment traitons-nous les amours de notre vie? Y avez-vous pensé? Un soir, quand je préparais le dîner, mon fils est arrivé derrière moi et resté figé là, sans un mot. En me retournant brusquement, je l'ai fait tomber. Ký tự M, chúng ta phát âm là N, do vậy đứng trước ký tự B. Je l'ai fait tomber. Pousse-toi de là, lui dis-je. Je này chúng ta cũng phát âm rất là nhẹ. Lui dis-je avec colère, toujours dans mes jambes. Il s'est retourné et s'en est allé, le cœur brisé. Je n'avais pas réalisé la peine que je venais de lui faire. Vers la fin de la soirée, je suis allé me coucher et une voix intérieure m'a dit, pourquoi est-ce si facile d'être plein de gentillesse envers les étrangers et de ne pas être capable de le faire pour les gens près de toi qui t'aiment et que tu aimes. Lève-toi et va voir sur le plancher de la cuisine. Tu y trouveras un joli bouquet de fleurs près de la porte. Ce sont les fleurs que ton fils t'avait apportées tout à l'heure. Il a cueilli lui-même ces fleurs pour toi. Il y en a de couleur jaune, rose et bleu. Ce que tu n'as point compris, c'est qu'il était arrivé derrière toi sans bruit pour ne pas dévoiler la surprise qu'il voulait te faire. Tu n'as pas vu les larmes couler de ses yeux quand tu lui as dit de partir. Je me suis levé pour aller voir près de la porte et j'ai vu le joli bouquet de fleurs par terre. C'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir très mal. Alors, mes yeux se sont remplis de larmes. Ký tự M này cũng phát âm là N, bởi vì đứng trước ký tự P, remplis de larmes, sans faire de
Oui, je suis allé près du lit de mon fils et lui a dit: Tu dors, mon trésor? Est-ce les fleurs que tu as cueillies pour moi ce soir? Il a souri et m'a répondu: J'ai trouvé ces fleurs près d'un arbre et je les ai cueillies car j'ai trouvé qu'elles étaient belles comme toi, maman. Je savais que tu les aimerais, spécialement les bleus, car je sais que tu aimes le bleu. Je lui ai dit: Mon fils, je suis vraiment désolé de la façon dont j'ai agi ce soir. Je n'aurais pas dû crier après toi, après moi, après toi, comme je l'ai fait. Il m'a répondu: Oh maman, c'est ok. Je t'aime quand même, tu sais. Mon fils, je t'aime aussi. J'adore tes fleurs, et spécialement les bleus. Un grand moment de tendresse nous a unis alors. J'ai appris ce jour-là à faire attention à mes pas, à mes proches, autant, sinon plus qu'aux étrangers. Gia đình rất quan trọng với chúng ta. Khi đi trên đường, nếu có ai lỡ đụng vào tôi thì tôi sẽ nói ngay: Ồ, xin lỗi ông bà. Và người kia cũng trả lời: Tôi cũng xin lỗi vì lúc nãy tôi không thấy. Cả người lạ mặt kia và tôi, chúng tôi đều rất lịch sự với nhau. Chúng tôi nói với nhau những lời lẽ tốt đẹp, rồi khi tiếp tục đi thì lại còn chào nhau nữa. Nhưng khi về đến nhà thì lại khác. Có khi nào bạn nghĩ đến cách thức chúng ta đối xử với người thân yêu của chúng ta không? Một tối kia khi tôi đang làm bếp thì đứa con trai tôi đến sau tôi và đứng yên không nói gì. Khi tôi bỗng quay lại thì đã đụng khiến cháu ngã ra. Tôi giận dữ nói: Tránh ra chỗ khác, sao cứ luẩn quẩn quanh chân của mẹ thế này? Nghe vậy nó bỏ đi và rất buồn. Còn tôi thì không thấy được nỗi buồn vừa gây ra cho cháu. Đến khuya tôi vào giường ngủ và tự nhiên có một tiếng nói vang lên tự trong lòng tôi. Tại sao đối với người lạ thì bạn dễ dàng có điều tử tế, còn đối với những người thân thì bạn khó lòng đối xử như vậy? Dậy đi, đi vào trong bếp thì sẽ thấy một bó hoa đặt dưới sân, dưới sàn. Đó là những bông hoa mà con trai bạn đã mang cho bạn. Nó đã tự tay hái những bông hoa đó cho bạn. Đó là những bông hoa màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Bạn đã không biết là con bạn đã nhẹ nhàng đến sau lưng để dành cho bạn sự bất ngờ, và bạn cũng đã không thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của nó. Tôi vội ngồi dậy và đi vào bếp thì đã thấy một bó hoa đặt dưới sàn nhà. Lúc đó tôi cảm thấy thật đau lòng và nước mắt chảy ra. Tôi lặng lẽ đi lại giường cháu và hỏi: Con trai yêu ơi, con ngủ hả? Đây có phải là những bông hoa con hái cho mẹ hồi chiều không? Nó mỉm cười và trả lời: Con thấy những bông hoa này trong vườn và con thấy chúng đẹp quá, đẹp như mẹ của con vậy. Và con biết là mẹ thích hoa, đặc biệt là hoa màu xanh, vì mẹ thích màu xanh. Tôi nói với cháu: Con trai ơi, mẹ rất ân hận về cách mẹ đối xử với con lúc đó. Đáng lẽ mẹ không được la mắng con như vậy. Nhưng nó trả lời: Nhưng con vẫn yêu mẹ mà. Con trai ơi, mẹ cũng yêu con lắm. Mẹ rất thích những bông hoa con hái cho mẹ, đặc biệt là những bông hoa màu xanh. Và sau đó hai mẹ con tôi ôm nhau một cách trìu mến. Kể từ hôm ấy, tôi đã học cách quan tâm đến người thân bằng, nếu không muốn nói là hơn, đối với người lạ. Xin chào tất cả mọi người.